Rồi, chào các chị. Tại vì là khi nãy có một chị inbox trong fanpage hỏi mình là em ơi có cách gì để mà tập, chị không muốn tập mà chị cũng không muốn đẹp. Ý chị đó hỏi vậy đúng không? Không, ý chị đó hỏi là tập bao lâu thì có kết quả nhưng mà chị không cần đẹp. Nguyên văn cái câu đó là như vậy. Cái vấn đề này cực kỳ nguy hiểm luôn. Vấn đề là tôi hiểu vấn đề của các chị em phụ nữ, đặc biệt là nhóm mà khoảng từ 30 tuổi của tôi trở lên tới 40. Họ có rất nhiều sự lo âu. Trong vấn đề đó là cái mà họ mong muốn và họ luôn luôn hỏi và luôn luôn nghi vấn, đó là tập bao lâu thì đẹp. Cái vấn đề mà các bạn hay gặp phải ở vấn đề này, ngưng máy dây đi, mình ra ngoài mình quay đi ha. Đâu. Rồi cái vấn đề các bạn ấy hỏi, các bạn, các chị hỏi tập bao lâu thì đẹp. Nhưng nha, nhưng trong suy nghĩ của các bạn, thực chất là các bạn luôn muốn đẹp chứ không phải là không muốn đẹp. Đừng chị em phụ nữ nào nói với tôi là các bạn không muốn đẹp, đừng dối lòng như vậy. Tôi nói thật, phụ nữ ai cũng muốn đẹp, nhưng có thể là trong quá khứ bạn đã thất bại với những phương án tập luyện, ví dụ như là yoga, ví dụ như aerobic, ví dụ như bạn tập gym, nhưng mà bạn chưa có một cái chương trình, chưa có một cái lịch tập sắp xếp đầy đủ, ví dụ như là 2, 3, 4, 5, 6, 7 tập gì, ví dụ như là ngày hôm nay sắp xếp là bài 1 nhảy jumping jack để khởi động làm nóng, bài 2 tập squat với thanh đòn hoặc là squat với bánh tạ, bài 3 tập lên xen kẽ bài bụng bài chân để bạn có thể tập đều một cái buổi, hoặc là bạn chưa có một cái meal plan để bạn ăn, để bạn biết rằng buổi sáng bạn có thể nấu nhẹ để bạn ăn, thay vì là bạn ăn bánh mì chả nó rất là nhiều calorie thì bạn có thể là ăn bánh mì trứng để nó ít calorie hơn. Bạn có thể buổi trưa thì bạn có thể ăn cơm với tôm với rau, buổi chiều bạn có thể nấu canh súp thịt bò với nửa chén cơm mà ăn. Cái vấn đề đôi khi trong não của các bạn ở đây là vấn đề tâm lý. Các bạn muốn đẹp nhưng mà các bạn ngại là các bạn thất bại. Phụ nữ rất là hay gặp phải cái vấn đề tâm lý này, nên qua video này tôi khuyên bạn là đừng nên ngại thất bại. Bởi vì sao? Tại vì chắc chắn bạn sẽ muốn đẹp, chắc chắn bạn sẽ luôn luôn đặt câu hỏi là tập bao lâu thì đẹp. Rồi nếu mà hỏi tôi cho bạn một cái điều nghĩ là tôi nghĩ là bạn sẽ muốn một cái gì đó mang một cái tính là động viên, là đại loại như là tập 1 tháng thì chị sẽ giảm được 2 kg đó, hay là chị tập 6 tháng đi thì chị sẽ giảm được cỡ 10 kg đó. Nghe thì nó hơi mỹ miều một chút, nghe thì nó hơi động viên một chút, nhưng thực tế không dễ như bạn nghĩ. Cái đó có thể một lời động viên từ tôi thôi, tôi nghĩ là bạn sẽ muốn nghe. Với giai đoạn mà bạn đang hơi bị căng thẳng về tâm lý và bạn đang hơi bị vu vơ, bạn không hiểu được là bạn đang muốn cơ thể mình thay đổi như thế nào, thì tôi nói luôn, điều đầu tiên là bạn cứ vào website của Rai Long Fitness để làm gì? Để các bạn tính xem là hiện tại, ví dụ với chiều cao cỡ 1m55 của bạn, bạn nặng 60 kg, bạn xem coi cái trọng lượng đó của bạn nó có ổn hay không, nó có ok hay không. Tôi chắc chắn là nó sẽ không ok, nó không ổn. Béo phì cấp 1. Nó là béo phì cấp 1 rồi. Thì bạn sẽ dư khoảng tầm 10 kg. Vì với chiều cao của bạn là 1m55 và con nặng của bạn là 60 kg, thì chắc chắn là bạn sẽ dư vào khoảng tầm 10 kg. Ở vấn đề là như thế nào? Vấn đề là khi bạn dư 10 kg đó, nhưng mà chưa chắc gì bạn cảm thấy bạn dư. Bạn sẽ chỉ cảm thấy bạn dư, bạn thừa cân nếu mà xung quanh bạn những người khác ốm hơn bạn. Nếu xung quanh bạn, bạn bè của bạn 70 kg, bạn sẽ không thấy bạn thừa cân, đúng không? Nhưng mà thực tế, khoa học, bạn phải nhìn nhận vào vấn đề khoa học. Phụ nữ thì đôi khi đánh giá những vấn đề nó hơi cảm tính. Đến cái việc mà khi mà bạn biết được cái điều á là bạn đang thừa cân, bạn đang béo phì cấp độ 1, điều đó rất tốt. Rất tốt ở chỗ là bạn sẽ có ý thức, hãy cố gắng để có ý thức. Bạn biết, bạn phải biết được điều đó với bạn ở độ tuổi khoảng tầm 35, ở độ tuổi khoảng tầm 40, ở độ tuổi khoảng tầm 30. Bạn là phụ nữ, bạn cao 1m55, bạn nặng 60 kg và bạn biết được bạn đang thừa cân 10 cân, bạn béo phì cấp độ 1, bạn biết được nó nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe của bạn. Tại vì sao? Khi mà bạn thừa cân và béo phì cấp độ 1 đồng nghĩa với việc là cơ thể của bạn nó thừa 10 kg mỡ, đúng không? Nó thừa 10 kg là giống như là bạn gánh một cái túi gì trên lưng của bạn,
mỗi ngày nó là 10 kg mỡ. Ủa, ngay bụng chứ? Ngay bụng hoặc là trên vai, trên eo, nó đều tải lên lưng hết. Nó không có tác dụng, nó nâng đỡ cái khung xương của bạn, đồng nghĩa với việc là cơ thể của bạn thời gian dài nó sẽ dẫn đến những vấn đề mà bạn luôn luôn hay gặp phải, đó là thoát vị địa đệm, đau khớp gối, đau gót chân, đau thần kinh tọa, đau vai. Có chính xác không bạn của tôi ơi? Có phải là bạn đang gặp những vấn đề đó, bạn lo lắng về sức khỏe của bạn, bạn đi gặp bác sĩ nói là chị bị tiểu đường tiếp 1, béo phì cấp độ 1, bị gan nhiễm mỡ, bị mỡ nhiễm máu, có nguy cơ thoái hóa đốt sống, có nguy cơ chấn thương địa đệm do trọng lượng của bạn nhiều quá, do cơ thể của bạn không hoạt động trong thời gian dài, do cơ thể của bạn không được rèn luyện thể thao thể dục thường xuyên. Sí. Bác sĩ chỉ nói vế trước thôi, bác sĩ không biết nguyên nhân đâu. Đấy, thì cho nguyên nhân là tôi nói vế sau cho các bạn hiểu. Các bạn cứ hình dung như thế này, cơ thể của bạn nó giống như một cỗ máy. Khi mà bạn cầm 10 kg mỡ thừa, bạn luôn luôn mang trong người cái phần mỡ trước bụng của bạn. Nếu mà cái khối cơ lưng, cơ mông, cơ đùi nó không đủ sức nâng, thì cái lực nó sẽ đè lên khung xương. Nó đè nhiều lần, nhiều thời gian. Qua những cái việc là bạn ngồi nhiều, qua những việc bạn không vận động, máu nó không lưu thông nhiều trong cơ thể của bạn, nó không tái tạo thường xuyên cái khối cơ, cái khối sụn và xương mới trong cơ thể của bạn. Nó làm gì? Nó làm cho cơ thể của bạn bị thoái hóa dần. Nó mang đến rất nhiều căn bệnh, rất nhiều cái vấn đề thuộc về việc chấn thương. Thì đồng ý với việc là một thời gian dài, chắc chắn khi mà cái ống, ví dụ đây là cái ống dẫn máu trong cơ thể của bạn, khi bạn bị mỡ, cái lớp mỡ nó nằm, thay vì á, máu nó được bơm hết lên gì, lên trên não của bạn, thì khi bạn biết được rằng bạn đang béo phì cấp độ 1, bạn thừa tới 10 kg mỡ, thì cái lớp mỡ này nó sẽ nằm quanh quanh cái ống dẫn máu, từng mạch máu trong cơ thể của bạn, nó rất là nhiều. Cái này bạn không thể hút mỡ được, tin tôi đi nha. Bạn chỉ có thể vận động, tập luyện thể thao, ăn kiêng rau củ quả trái cây, ăn thịt cá một cách cân bằng một thời gian dài để bạn thay đổi. Ở đây tôi nói về vấn đề sức khỏe nha, trên cả vấn đề đẹp. Bạn muốn khỏe thì trước, bạn muốn đẹp trước tiên bạn phải khỏe. Thì khi mà mỡ nó nằm trong những cái ống mạch máu này của bạn một thời gian rất là dài, nó sẽ gây sơ vữa động mạch, và điều đó nó ảnh hưởng đến khả năng tuần hoàn máu và tim mạch của bạn rất là nhiều. Tôi nghĩ là bạn sẽ không muốn ở độ tuổi ba mấy bốn mươi mà suốt ngày bạn gặp những vấn đề sức khỏe, cuộc sống của bạn nó sẽ rất là tệ. Vậy nên hãy thật sự xây dựng cho mình một cái chương trình tập luyện rõ ràng, bài bản với lịch tập và một cái chế độ ăn dinh dưỡng khoa học. Bởi vì bạn còn nhiều thời gian để bạn sửa chữa cho những cái sai lầm của việc là bạn không dành thời gian chăm sóc cho sức khỏe của bạn, không dành thời gian chăm sóc cho quả tim của bạn. Bạn phải dành thời gian, bạn hiểu được thay vì những cái món ăn, thức ăn nhanh, những đồ ăn chiên xào nhiều dầu mỡ, những hamburger, những pizza, thì hãy dành thời gian bớt nó đi, dành thời gian nấu ăn ở nhà. Bạn có thể xem rất nhiều video của Rylan Fitness trên YouTube, nấu ăn ở nhà. Rylan Fitness nấu thịt canh, nấu ức gà, nấu đủ thứ các món ăn. Bạn phải biết được là cái việc nấu ăn ở nhà nó mang lại cái giá trị dinh dưỡng cho bạn. Vì bạn khi bạn nấu ở nhà, bạn có thể điều tiết được cái việc là hạn chế việc ăn quá mặn, hạn chế việc ăn quá ngọt, hạn chế việc ăn quá béo. Những vấn đề đó nó làm cho cái huyết áp của bạn bị rối loạn, nó có thể tăng hoặc giảm và nó chuyển biến rất là xấu, nó không ổn định. Cũng như là nó gia tăng cái lượng chất béo và cái lipid trong máu của bạn rất là cao. Có phải là bạn khi mà bạn đi khám bệnh, bạn luôn luôn có những cái bệnh án liên quan đến mỡ máu, lipid máu, mỡ trong máu, gan nhiễm mỡ, hoặc là có khả năng bị xơ vữa động mạch do những vấn đề của việc thừa cân béo phì hoặc là việc đái tháo đường tiếp 1, tiếp 2 đều đến từ cái việc mà bạn thừa cân béo phì hay là bạn sử dụng quá nhiều những cái thực phẩm ăn uống bên ngoài. Vậy nên nếu đây là 2020 rồi, nếu bây giờ bạn chưa có một cái chương trình lịch tập hoặc là chưa lập được cái kế hoạch cái inbox fanpage đăng ký khoa học online của Rylan Fitness, chúng tôi sẽ xây dựng một cái chương trình 2020 cho bạn một cách chi tiết nhất, để mỗi ngày bạn biết được hôm nay là tập đó, tập 40 phút, 25 phút, 30 phút hay 40 phút là tập nghiêm túc, quay video gửi cho tôi để tôi kiểm tra mỗi ngày, everyday, everything. Ok, rồi, nói cho các bạn hiểu một cách đơn giản vậy thôi nha.
đừng có áp lực quá, đừng có căng thẳng quá. Có nhiều điều bạn sẽ suy nghĩ là bạn không biết được là bạn cần gì, nhưng hãy dùng khoa học để đo ra những cái thông số. Với cân nặng của bạn, với chiều cao của bạn, tôi nói bạn thừa cân đó, bạn đang béo phì cấp độ 1 đó, có thể là bạn sẽ không thấy cái điều tôi nói đúng. Vì dưới cái góc nhìn, cái lăng kính của bạn, những người xung quanh họ đâu có mập hơn bạn đâu, thì làm sao bạn thừa nhận bạn mập. Nhưng mà khoa học thì nó có chỉ số, nó đo. Nên nếu mà bạn đang 1m55, 60kg, hãy tập ngay đi. Tập theo chương trình và ăn uống dinh dưỡng để tránh bệnh nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Đài Long Fitness.